Lãnh đạo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 1 tháng 10 đến nay, có tình trạng nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu gián đoạn bán hàng và thông báo hết hàng. Qua kiểm tra cho thấy, khoảng 10% cửa hàng gián đoạn bán hàng, nhưng chủ yếu nằm ở vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh. Qua công tác kiểm tra, lãnh đạo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh xác định một số doanh nghiệp đầu mối chưa đảm bảo việc cung cấp đủ số lượng xăng dầu hoặc cung cấp thiếu hụt ở một số thời điểm, dẫn đến một số cửa hàng thiếu cục bộ và chủ yếu xảy ra ở các quận, huyện vùng ven thành phố. Nguyên nhân do các đơn vị này kinh doanh nhỏ lẻ, không theo chuỗi, hạn chế về năng lực bồn, bể chứa, phương tiện vận chuyển. Để khắc phục tình trạng trên, Sở Công Thương đã đề nghị các hệ thống kinh doanh xăng dầu quy mô lớn có năng lực cung ứng dồi dào trên địa bàn thành phố tăng thời gian hoạt động cửa hàng, chia sẻ với những hệ thống cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ. Hơn 100 thí sinh đã tham gia cuộc thi viết danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đây là hoạt động ý nghĩa và góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ ngoại giao hữu hảo giữa hai nước, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa của Việt Nam và Hàn Quốc tới nhân dân hai nước. Trong khuôn viên Văn Miếu Quốc Tử Giám, các thí sinh đã hào hứng cùng nhau thi tài viết 15 danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng chữ Hangul, bộ chữ riêng của Hàn Quốc được sáng lập năm 1443. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải cho 15 tác phẩm xuất sắc, gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì và 8 giải ba. Trong đó, giải đặc biệt thuộc về thí sinh Vũ Thị Thúy Hằng, sinh viên năm thứ tư khoa ngôn ngữ Hàn Quốc, Trường Đại học Hà Nội. Các tác phẩm đạt giải được đưa về Hàn Quốc để các nghệ nhân tài năng của thành phố Boyang thể hiện trên bản khắc gỗ và được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, cùng văn phòng tứ bảo là các hiện vật quý liên quan đến nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc. Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga vừa tổ chức hội thảo khoa học về văn hóa truyền thống Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. Hội thảo đã thu hút đông đảo các chuyên gia, học giả, các nhà Việt Nam học hàng đầu của Nga và các bạn sinh viên Nga yêu mến văn hóa Việt Nam. Hội thảo chia thành 3 phiên với 14 tham luận dưới cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các chuyên gia, học giả thảo luận về văn học, lịch sử, ngôn ngữ, khảo cổ học, tôn giáo Việt Nam. Các đại biểu phân tích đánh giá về những đóng góp của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu với văn hóa thế giới, thảo luận về thơ ca thời Lý Trần, hình tượng Nguyễn Trãi trong văn học, phân tích yếu tố ẩm thực trong ca dao tục ngữ Việt Nam và các đặc điểm về hôn nhân tôn giáo ở Việt Nam. Các bài tham luận cũng nêu bật hình tượng chim hạc trong văn hóa Việt Nam, thảo luận về xuất xứ, hình thức của các đồ vật truyền thống và đặc điểm cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Trong khuôn khổ hội thảo, ban tổ chức cũng trưng bày một số cuốn sách về Việt Nam và ASEAN bằng tiếng Nga và tiếng Anh do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN xuất bản thời gian gần đây. Từ hôm nay, người dân và du khách Kazakhstan và Việt Nam có thể di chuyển dễ dàng hơn khi đường bay đầu tiên kết nối thành phố biển Nha Trang đến thành phố Almaty, Kazakhstan của Vietjet đã chính thức khai trương. Chỉ với hơn 9 giờ bay thẳng mỗi chặng, 2 chuyến bay khứ hồi hàng tuần, đường bay mới của Vietjet mang đến lựa chọn bay thuận tiện giữa thành phố biển Nha Trang và thành phố Almaty, trung tâm kinh tế lớn nhất Kazakhstan. Hành khách bay cùng Vietjet sẽ được trải nghiệm tàu bay thân rộng A330 hiện đại cùng các sản phẩm dịch vụ tiện ích hiện đại với đa dạng các hạng vé Skybox Business, Skybox Deluxe Eco, thực đơn các món ăn nóng tươi ngon của các nền ẩm thực danh tiếng, cùng đội ngũ tiếp viên thân thiện chuyên nghiệp và đặc biệt thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc ngay trên tàu bay ở độ cao 10.000 mét. Với nhiều chương trình ưu đãi được triển khai liên tục mang đến giá vé hấp dẫn, khách hàng có thể dễ dàng mua vé tại website www.vietjetair.com, ứng dụng điện thoại Vietjet Air hoặc tại các phòng vé và đại lý chính thức của Vietjet trên toàn cầu.